52 năm binh nghiệp, hồi ký, tác giả Lê Hoàng Phúc, giọng đọc Hải Yến, số 44. Ngày 24 tháng 2, chúng tôi xuất phát hành quân. Ở hướng núi lớn, tôi đưa đại đội 1 cùng vị trí chỉ huy tiểu đoàn đứng chân ở điểm cao 681, tọa độ 2227. Đại đội 2 đứng chân ở điểm cao 524, tọa độ 2223. Sau đó tiến hành truy tìm địch. Ngày 26 tháng 1, một bộ phận của đại đội 2 phát hiện điểm tạm dừng của địch, nhưng chúng đã di chuyển trước đó một hôm. Ngày 27 tháng 2, một trung đội của đại đội 1 phát hiện một tốp địch chừng 7 tên đang cơ động song song với đơn vị trách ở bình độ phía trên. Anh em sợ cơ động chặn đầu không kịp nên nổ súng từ dưới thấp đánh lên, không diệt được địch, chỉ thu được một khẩu CKC cải tiến cùng muối, gạo, dầu hỏa và 3 con kỳ đà. Có thể đây là lực lượng hậu cần của chúng. Ở hướng núi Tượng Lăng, lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3, đại đội 3 báo cáo phát hiện địch ở tây nam điểm cao 328, tọa độ 1547, xin ý kiến tiểu đoàn. Tra bản đồ, tôi thấy phía bắc điểm cao 328 chừng 1 km là điểm cao 365, tọa độ 1647. Có thể địch bố trí lực lượng cảnh giới ở điểm cao đó. Tôi ra lệnh cho đại đội 3 để lại một tổ tiếp tục bám nắm địch, còn đại bộ phận lùi lên điểm cao 328, đồng thời vừa tổ chức trinh sát kỹ lại mục tiêu, vừa cử một tổ mò lên điểm cao 365. Nếu không có địch trên đó thì chiếm lấy điểm cao 365 để khống chế. 18 giờ 10 phút, đồng chí Bình, đại đội trưởng đại đội 3, báo cáo trực tiếp với tôi qua máy PRC-25. Địch ở tây nam điểm cao 328 có chừng 10 đến 15 tên đang đóng quân dã ngoại. Anh em phát hiện chúng căng tăng và võng nằm trên điểm cao 365 không có địch. Tôi ra lệnh bí mật áp sát địch càng gần càng tốt mới nổ súng. Sau khi thu dọn chiến trường thì nhanh chóng cho cơ động lực lượng lên điểm cao 328 và điểm cao 365 xem phản ứng của địch chờ lệnh mới. 18 giờ 50 phút, các mũi của đại đội 3 bí mật tiếp cận áp sát địch từ 3 đến 8 mét. Quân ta đồng loạt ném lựu đạn và nổ súng vào bọn địch. Bị đánh bất ngờ ở cự ly gần, chúng không kịp chống trả. Một số chết tại chỗ, những tên còn lại lao xuống thung lũng tẩu thoát. Sau chừng 7 phút nổ súng, quân ta đồng loạt xung phong chiếm lĩnh trận địa, thu lấy vũ khí khí tài cùng quân tư trang. Địch bỏ xác tại chỗ 7 tên, ta thu 5 khẩu súng, có một khẩu K54, một máy thông tin 71, hai cặp tài liệu, khoảng 10.000 tiền ria và một số quân trang. Sau đó, đại đội 3 chia thành hai bộ phận, một bộ phận cơ động lên điểm cao 365, một bộ phận lên điểm cao 328. Sáng hôm sau, được sự đồng ý của đoàn, tôi cho đại đội 3 rút quân về hậu cứ. Ngày 3 tháng 3, chúng tôi được lệnh kết thúc đợt truy quét, lui lực lượng về vườn tiêu. Cũng trong cuối tháng 2 năm 1985, chúng tôi phát hiện đường dây hậu cần của địch thu mua lương thực khu vực ngã tư Trúc vận chuyển vào núi lớn theo cửa ngõ Đầu Lâu, tọa độ 1133. Cửa ngõ Đầu Lâu nằm ở đông nam núi lớn với cụm điểm cao 456-327-307-300-278-242, cách ngã tư Trúc khoảng 15 km, nằm phía tây núi Tượng Lăng chừng 9 km. Bộ chỉ huy đoàn quyết định đánh phá, cắt đứt đường hành lang hậu cần địch theo hướng đông nam núi lớn để cung ứng cho lực lượng quân khu tây nam của chúng trong năm 1985. Ý định của đoàn như sau: sử dụng tiểu đoàn 1B và tiểu đoàn 1 Tà Keo bí mật bao vây cửa ngõ Đầu Lâu trong đêm, để sáng hôm sau
khi phát hiện lực lượng vận tải của chúng tiếp nhận lương thực từ bọn địch ngầm được tập kết và chôn giấu quanh cửa khẩu Đầu Lâu, nổ súng tiến công tiêu diệt chúng, sử dụng tiểu đoàn 2 phong tỏa cửa ngõ đập sông Phê vào đến đồi 400 phía đông núi lớn. Tiểu đoàn 1 bí mật luồn theo hướng đông bắc núi lớn vào tây bắc cửa ngõ Đầu Lâu ở khu vực điểm cao 562, tọa độ 1429 và điểm cao 456, tọa độ 1631, lùng sục các vị trí kho, trạm hậu cần trung chuyển của địch từ cửa ngõ Đầu Lâu vào cất giấu. 8 giờ ngày 13 tháng 3, tiểu đoàn 1B nổ súng khi phát hiện đoàn vận tải của địch xuất hiện ở cửa ngõ Đầu Lâu. Tiểu đoàn 1 Tà Keo tiến hành bắt bọn địch ngầm, nhưng không biết triển khai lực lượng ở các mũi hướng và tổ chức hợp đồng như thế nào mà không hình thành được thế bao vây từ đầu, nên khi nổ súng không tiêu diệt được tên địch nào mà còn bị địch chống trả quyết liệt. Khoảng 20 tên trên điểm cao 242 triển khai đội hình đánh trả kiềm giữ, tiểu đoàn 1B không tiến lên được. Rõ ràng là từ thế chủ động, tiểu đoàn 1B trở thành bị động, chỉ huy hiệp đồng bị rối loạn, mặc dù lực lượng ta đông hơn địch gấp nhiều lần. Quân địch chiếm được điểm cao 242 với ưu thế từ trên cao. Đáng lý ta phải có lực lượng chiếm giữ ở đó trước. Quyết tâm đánh bật quân ta để giải cứu bọn địch ngầm và lấy số lương thực. 9 giờ, chúng tôi đang lùng sục quanh hai điểm cao 562 và 456, được lệnh nhanh chóng cơ động về hướng cửa ngõ Đầu Lâu đánh địch. Tôi ra lệnh cho đại đội 2 và đại đội 3 cùng trung đội trinh sát để lại ba lô chỉ mang súng đạn, cơ động về hướng cửa ngõ Đầu Lâu. Đại đội 1 ở lại do anh Hai Cai chỉ huy, tiếp tục lùng sục. Chúng tôi cắt từ điểm cao 562 sang điểm cao 456. Đến đây thì nhiều đồng chí đuối sức. Tôi nói với anh Bảy Mến, cho số anh em quá mệt tạm dừng nghỉ một chút và anh sẽ chỉ huy bộ phận này cơ động tiếp. Động viên số anh em còn lại cùng tôi cơ động tiếp lên điểm cao 327, rồi theo yên ngựa xuống chiếm lấy điểm cao 272. Cách điểm cao 242 về hướng Tây Bắc chừng 2 km. Tại đây tôi đã nhìn và nghe tiếng súng đánh nhau ở dưới tiểu đoàn 1B. 1 giờ tôi báo cáo với đoàn rằng tôi đã đến điểm cao 272 với quân số chừng 20 tay súng, số còn lại đang cơ động phía sau nhưng đã sẵn sàng đánh được địch. Đồng chí Hai Hải đoàn trưởng gặp tôi qua máy PRC, chú hỏi: "Ở đó mày quan sát thấy gì?" "Thấy và nghe tiếng súng hai bên bắn nhau," tôi báo cáo. "Mày tính sao?" chú Hai Hải hỏi. "Nó đang dựa vào đồi 242, em đề nghị cho anh hai em, Lê Văn Em, tiểu đoàn trưởng 1B, chốt chặt dưới chân đồi, cho một bộ phận cơ động lên chiếm điểm cao 307. Tôi sẽ từ trên điểm cao 272 đánh thọc xuống điểm cao 242, địch sẽ chạy ra ngoài dân hoặc trào ngược lên điểm cao 307. Tôi báo cáo ý định. "Đồng ý theo đề xuất của mày, tao cho thằng D1 Tà Keo lên điểm cao 307. Mày gặp thằng Em trực tiếp hiệp đồng với nó." Có ba công, cán bộ tác chiến An Giang ở đó, đoàn trưởng chỉ thị. Tôi cho thông tin chuyển liên lạc và gặp anh Hai Em ở đầu máy PRC25. Tôi hỏi: "Tình hình chỗ anh ra sao rồi anh Hai?" "Tôi đánh lùa gà rồi, 5 phút ơi." Anh Hai Em trả lời thất vọng: "Tôi đang ở điểm cao 272, anh xem bản đồ để xác định đi. Tôi nghe và thấy tụi nó đang đánh ở điểm cao 242, chọi lại anh phải không?" Tôi hỏi anh. "Nó đang ở điểm cao 242. Tôi đã thấy điểm cao 272 chếch về tây bắc 242 chừng 1,5 km, phải không?" Anh Hai Em xác định và hỏi lại tôi: "Đúng rồi, bây giờ anh cho lực lượng triển khai đóng cọc, tức bao vây, trò chắc. Tôi đánh xuống coi chừng nó mở đường máu chạy vào dân ẩn náu." Tôi hợp đồng với anh Hai Em: "Tụi tôi sẵn sàng rồi, chừng nào anh thọc xuống?" Anh Hai Em hỏi: "Tôi cho thọc xuống ngay bây giờ." Tôi trả lời. Không đợi bộ phận từ phía sau đến vì sợ địch rút chạy, tôi ra lệnh cho Hùng Quẩy chỉ huy khoảng 15 đồng chí, chủ yếu là lực lượng đại đội 2,
triển khai thành 3 mũi thọc xuống điểm cao 242. Tôi cùng 6 đồng chí trinh sát làm lực lượng ứng tiếp và xử lý tình huống, trong khi bộ phận phía sau chưa đến. 12 giờ, Hùng Quẩy báo cáo đã áp sát điểm cao 242. Tôi báo cáo với sở chỉ huy đoàn, thông báo cho tiểu đoàn 1B, ra lệnh nổ súng. Bị đánh bất ngờ từ phía sau lưng, địch rối loạn đội hình quay lại chống trả yếu ớt. Đại đội 2 thực hành xung phong, đánh bật lực lượng địch sang vách đông điểm cao 242, diệt tại chỗ 3 tên, thu 2 khẩu AK. Chúng không dám chạy xuống đồng bằng, hướng đón lõng của tiểu đoàn 1B, mà lận theo yên ngựa chạy ngược lên điểm cao 307. Tôi thông báo với bộ chỉ huy đoàn, tiếp theo thông báo với tiểu đoàn 1 Tà Keo và yêu cầu sẵn sàng đón đánh địch, đồng thời lệnh cho đại đội 2 truy kích địch ngược lên điểm cao 307. Khoảng 13 giờ, ở điểm cao 272, tôi phát hiện 3 đến 4 tên địch xuất hiện theo bờ suối trồi lên, lần theo sườn tây điểm cao 307, hướng lên điểm cao 307, cách tôi chừng 400m và cách điểm cao 307 khoảng 600m. Tôi yêu cầu tiểu đoàn 1 Tà Keo có chuyên gia Việt Nam anh Hoàng triển khai lực lượng cơ động từ điểm cao 307 xuống đánh địch, thì mới biết rằng tiểu đoàn 1 Tà Keo đang ở điểm cao 300, còn cách điểm cao 307 về đông bắc chừng 1,5 km, do bạn xác định nhầm vị trí. Lúc này lực lượng của tiểu đoàn 1 vừa cơ động từ phía sau đến, tôi yêu cầu anh Bảy Mến cùng đại đội 3 dừng ở điểm cao 272 để anh em nghỉ mệt, đồng thời làm lực lượng cơ động tiếp theo. Tôi dẫn 6 đồng chí trinh sát tiểu đoàn từ điểm cao 272 cơ động sang điểm cao 307, trận đánh tốp địch vừa xuất hiện. Chúng tôi nổ súng vào tốp địch ở nam điểm cao 307 chừng 300m, bắn chết 2 tên, còn lại 2 tên chạy theo yên ngựa, theo vách tây điểm cao 307. Tôi lấy khẩu AK từ tay đồng chí liên lạc, kẹp vào góc dầu, điểm xạ 2 loạt, một tên trúng đạn, tên còn lại kè tên bị thương, tiếp tục cơ động. Tôi cùng với 3 chiến sĩ dùng AK điểm xạ ngắn đến hết băng đạn nhưng vẫn không trúng. Đến khi chúng lách vào khe đá, tôi lại lấy khẩu M79 bắn về đó 2 quả để vuốt đuôi lươn. Không còn đủ sức để truy theo 2 tên địch nữa, chúng tôi dừng lại nơi 2 tên đã trúng đạn để cảnh giới và quan sát địch. Khi bị đại đội 2 từ điểm cao 272 thọc xuống đánh bất ngờ, lực lượng địch ở điểm cao 242 phân tán từng tốp nhỏ lẻ, lợi dụng rừng núi cùng sự thông thạo địa hình luồn lách thoát khỏi vòng vây của ta. Các đơn vị được lệnh chia từng bộ phận nhỏ tiến hành lùng sục ở cụm đồi cửa ngõ Đầu Lâu, nhưng không gặp tốp địch nào nữa. Có lẽ chúng đã thoát khỏi khu vực tác chiến của ta. Chúng tôi thu thêm được khoảng 500 cân gạo, chừng 100 cân muối, một ít mắm bò hóc và khô, cùng một số thuốc tây và thuốc hút. 16 giờ, tiểu đoàn 1 được lệnh lùi xuống tạm dừng trong khu rừng dừa, đông cửa ngõ Đầu Lâu chừng 3 km, tổ chức cho bộ đội cơm nước chờ nhận lệnh tiếp theo. Tiểu đoàn 1B cũng tạm dừng cách chúng tôi chừng 1 km về phía nam. Trinh sát tiểu đội 1 trong khi cùng tôi chặn đánh tốp địch ở nam điểm cao 307, anh em đã bắn chết con chó của chúng đem về điểm tạm dừng làm thịt. Tôi mời anh Ba Công và anh hai em đến ăn liên hoan cho một ngày chiến đấu. Tuy chưa diệt địch được nhiều như ý định, nhưng thương vong của ta rất ít. Bị thương 2 đồng chí ở tiểu đoàn 1B. Sáng hôm sau, chúng tôi được lệnh đưa bộ đội hành quân về hậu cứ theo đường Kiểm Lâm, qua ngang đầu bắc núi Tượng Lăng. Ở vùng núi lớn thời điểm đó, rừng nguyên sinh còn nhiều loại cây to quý hiếm như dầu, bên, gõ, cẩm lai, giáng hương, thao lao. Tập trung là ở khu vực trung tâm, về phía tây núi lớn. Có những khu rừng, khi chúng tôi đi vào không thấy ánh mặt trời lúc giữa trưa của mùa khô. Rất nhiều khu vực, toàn rừng, cây gỗ quý khoảng độ trên 100 năm tuổi. Đứng dưới gốc cây, ngước nhìn thấy ngọn là chợt ót. Rất nhiều cây có đường kính ước chừng trên dưới 2 mét. Nhiều người công dân Khmer được huy động theo chúng tôi tải lương tải đạn.
khi vào những khu rừng đó, họ không muốn rời đi, cứ ôm những gốc cây mà suýt xoa mãi. Có những quả đồi trồng toàn một loại gỗ như đồi 400, tọa độ 18-30, ở đông điểm cao 503 mét, trồng toàn loại cây quế khâu từ 12 đến 15 năm tuổi mà tiểu đoàn 2 đã thiết lập chốt chiến đấu ở đây. Đầu năm 1986, ta bắt đầu khai thác gỗ ở núi lớn, sau đó đến bản khai thác. Đến năm 2000 thì vùng núi lớn đã không còn rừng nguyên sinh, bây giờ chỉ là rừng tái sinh. Các loại động vật ở vùng núi lớn lúc bấy giờ cũng còn khá nhiều, như nai, man, heo rừng, cọp, báo, gấu, trâu rừng, kỳ đà, chăn, rùa. Bộ đội thường cải thiện bữa tươi bằng các loại thú này, nhưng cũng suýt mất mạng với loài gấu, cọp, báo. Cuối tháng 10 năm 1984, bộ phận trinh sát đoàn do đồng chí Nguyễn Hoàng On, Ba On, trợ lý tác chiến chỉ huy, vào khu đông bắc núi lớn trinh sát địch. Anh em phát hiện một con vật chạy vào khe núi, tưởng heo rừng nên áp sát vào để bắt. Con vật chui vào ngách cột, nhưng cánh trinh sát nắm chân nó kéo không ra vì chỉ một người chui được vào ngách. Đồng chí trinh sát dùng lưỡi lê đâm chết con vật. Khi kéo được nó ra ngoài thì hóa ra một con gấu beo chừng 50 kg. Anh em hết hồn. Nếu con gấu lớn tuổi thì rất nguy hiểm khi dồn nó vào bước đường cùng. Đầu tháng 11 năm 1984, phân đội trinh sát tiểu đoàn cùng đại đội 2 do tôi chỉ huy đi vào khu vực điểm cao 469, tọa độ 30-31, truy tìm địch. Khi đến điểm cao không tên, cách điểm cao 469 chừng 800 mét, thì phát hiện có tiếng chó sủa. Nghi có cứ địch, tôi ra lệnh cho tổ trinh sát tiếp cận vào. Còn cách vị trí, vừa phát hiện ra tiếng chó sủa chừng 30 mét, quan sát thấy một cây dầu cổ thụ có đường kính ước chừng 1,5 mét. Tôi liền ra ám hiệu cho tổ trinh sát tiếp cận vào gốc cây dầu để ẩn nấp quan sát địch, đồng thời quay lại phía sau phát ám hiệu cho lực lượng triển khai đội hình cơ động lên. Đồng chí Long, quê An Phú, chiến sĩ, mở khóa an toàn khẩu AK kẹp vào sườn, tiếp cận gốc cây dầu. Đồng chí Sơn, trung đội trưởng trinh sát, và một chiến sĩ cũng mở khóa an toàn hai khẩu AK và ôm súng theo sau đồng chí Long chừng 5 mét. Khi Long vừa áp sát gốc dầu, bỗng từ trong gốc cây một con gấu xuất hiện. Nhanh như chớp, nó tát hai cái liên tiếp làm Long cùng khẩu AK văng ra phía sau chừng 3 mét. Nó chạy vào rừng mất dạng. Tôi và đồng chí Sơn không kịp phản ứng. Tôi ra lệnh cho đơn vị triển khai cảnh giới coi chừng con gấu quay lại, vì biết rằng khu vực này không có quân địch. Long bị con gấu chó mẹ đang nuôi hai con gấu con trong gốc dầu bị bỏng, có lẽ để bảo vệ con mà nó tấn công. Cái tát thứ nhất làm mặt bị hư một con mắt và thương tích đầy mặt. Cái tát thứ hai của con gấu xé toạc cặp túi bao đạn AK đeo trên ngực nên không gây thương tích thêm. Băng bó cấp cứu cho đồng chí Long xong, tôi cho hai anh em ôm con gấu con lui quân trở về hậu cứ, dùng sữa bò cho nó bú. Ít hôm sau, có đoàn khách cán bộ từ An Giang lên thăm. Chúng tôi gửi hai con gấu về sở thú thành phố Hồ Chí Minh nuôi chúng. Tháng 5 năm 1985, tiểu đoàn 1 hành quân truy quét khu vực Tây Bắc núi lớn. Một hôm, chúng tôi tạm dừng nghỉ đêm trên một quả đồi không tên. Khoảng 20 giờ, đang nằm trên võng, mùng võng, nghe tiếng kêu khẽo khẽo của một loài chim xung quanh ngọn đồi. Tôi sinh nghi nên tụt xuống đi lại chỗ anh hai cai lắc võng. Hai anh em thì thầm: anh có nghe tiếng chim kêu quanh khu vực rừng quân của mình không? Có nghe. Sao có thứ chim gì nghe tiếng kêu lạ vào ban đêm? Anh hai cai nghi ngờ thắc mắc. Tôi nghe nói loại chim này nó chuyên theo cọp để kiếm mồi ăn bằng cách xỉa lấy thịt từ trong răng cọp hoặc từ con mồi mà cọp ăn xong. Tôi nêu lên suy đoán. Tôi cũng nghe thấy người ta nói thế. Bây giờ mình tính sao anh? Anh hai cai lo lắng. Ban đêm
mình không tiện di chuyển vị trí. Nghe nói khi có đông người, cọp không tấn công con người. Bây giờ tôi sẽ đi xuống các đại đội kiểm tra nhắc nhở anh em. Còn anh kiểm tra khu vực tiểu đoàn bộ, nhớ không được nói là có cọp beo nghe. Tôi đề nghị với anh Hai Cai, đến các đại đội tôi kiểm tra vọng gác. Ở chỗ nào anh em cũng nói là nghe tiếng chim kêu. Thậm chí có đồng chí gác còn nói nghe tiếng thú rừng đi trước mặt mình chừng 10 mét đã giương lê để chuẩn bị đâm nó. Tôi nghĩ có thể những con thú mồi bị lũ cọp lùa nên chạy dạt vào chỗ bộ đội ta để né tránh. Vì ở dưới chân điểm cao có cái hồ nước, trước khi cọp di chuyển sẽ khó phát ra tiếng động. Sợ anh em hoảng hốt, tôi nhắc, không được lơ là, coi chừng Pol Pot nó tập kích. Nếu thú rừng thì gặp thứ nguy hiểm mới bắn. Sáng hôm sau, tôi kiểm tra xung quanh trên quả đồi, gặp nhiều bộ xương thú rừng ở nhiều nơi. Rõ ràng quả đồi này là bãi ăn của cọp, vì chúng sẽ rình bắt con mồi quanh hồ nước và mang lên đây để ăn. Như vậy, quanh đây không thể có Pol Pot ở được. Tôi trao đổi với ban chỉ huy tiểu đoàn và các đại đội, yêu cầu các đơn vị tra và đánh dấu vị trí này lên bản đồ để tiện cho các đợt truy kích đánh địch về sau. Ở đập Song Phê cũng có đàn cọp. Một hôm, các em chăn trâu chạy vào tiểu đoàn 2 báo có cọp đang tấn công bầy trâu. Các anh tiểu đoàn 2 cơ động ra gặp một con cọp đực đang quần nhau với con trâu đầu đàn. Để bắn con cọp, tiểu đoàn 2 phải điều hai khẩu đại liên bố trí hai bên, lấy hướng khóa tầm, sau đó mới cử vài đồng chí tiếp cận và trèo lên cây, dùng khẩu AK và súng bắn tỉa bắn chết được con cọp đực đó. Khu vực có nhiều nai, mễn, heo rừng, nhiều nhất ở đầu bắc núi lớn. Có lẽ đây là thung lũng và hồ lớn còn giữ được nước quanh năm, bởi có 7-8 con suối từ núi lớn đổ xuống. Nơi đây toàn là cỏ, rau rừng, xen kẽ với cây le, là nguồn thức ăn lâu dài và thường xuyên quanh năm. Chính vì thế mà các loại thú ăn cỏ kéo về khu vực này. Bên cạnh hồ nước có điểm cao độc lập 146 m, tọa độ 2626, nằm ở hậu cứ tiểu đoàn 1, cách 10 km về phía tây. Để tạo bàn đạp khống chế vùng bắc và đông bắc núi lớn, tôi cho lập trận địa chốt ở đồi 146. Các đại đội cử lực lượng luân phiên nhau chốt giữ. Anh em bố trí các bãi vật cản nổ, mìn lựu đạn ở một số khu vực quanh hồ nước và điểm cao 146 nhằm sát thương lực lượng địch, đồng thời bảo vệ chốt của ta, phòng ngừa Pol Pot tấn công. Cứ 1-2 hôm thì có thú vướng mìn, đặc biệt là vào mùa khô. Vì vậy, chúng tôi có thịt thú rừng cải thiện thường xuyên. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 1985, chúng tôi thay đổi phương thức hoạt động, vừa đưa lực lượng vào các khu vực nghi ngờ địch xây cứ, quanh theo các dòng suối, hồ nước, các điểm cao trung bình và thấp, đồng thời tổ chức phục kích gần chân núi lớn, nơi có nhiều khả năng địch tổ chức đường dây di chuyển lực lượng hoặc đột nhập ra vùng dân cư. Ngày 10 tháng 6, đại đội 2 hoạt động ở tây điểm cao 312, tọa độ 25-21. Lúc 9 giờ, đơn vị cử một tổ xuống suối lấy nước. Vừa đến bờ suối, anh em bất ngờ gặp khoảng 6-7 tên địch ở đó. Một số tên đang tắm, còn lại ngồi trên bờ. Lực lượng ta liền nổ súng, vì lúc đó địch đã phát hiện ta. Bắn chết hai tên, số còn lại bỏ chạy các hướng. Nghe tiếng súng nổ, đại đội 2 cơ động xuống suối tổ chức lùng sục, nhưng không còn tên địch nào. Ta thu một AK, một số lương thực, một máy PRC-25 cũ đã hỏng. Có thể tốp này là bộ phận vận tải. Tháng 5, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa đầu mùa ở vùng rừng núi rất dữ dội và tạo ra nhiều nguy hiểm. Bộ đội được lệnh hạn chế tổ chức truy quét trừ trường hợp phát hiện chính xác về địch. Một hôm, tôi nhận được thư của Trương Thành. Ngoài phong bì được làm bằng giấy gốc của mảnh bản đồ, ở cột mép trái có ghi Trương Thành, hòm thư 2H49B Đà Lạt, thăm Lê Hoàng Phúc,
hòm thư 9A3870, nhà bàn Tịnh Biên, An Giang. Nội dung trong thư: Đà Lạt, 29 tháng 4 năm 1985. Hoàng Phúc thương nhớ. Nhận được thư Hoàng Phúc vào một buổi chiều 27 tháng 4 sau giờ tan học. Đọc thư, dù trời Đà Lạt lạnh nhưng cảm thấy lòng ấm áp quá. Bởi tình cảm ngày nào vẫn còn nguyên vẹn đó của người bạn đang ngày đêm chiến đấu giữa núi rừng xa xôi trên đất bạn, vẫn dành thời gian gửi về đây một tình cảm thân thương. Tôi ghi nhận với lòng trân trọng, quý mến biết bao. Nhìn những dòng chữ quen thuộc quá, làm tôi nhớ về Hoàng Phúc nhiều, nhiều lắm. Gợi nhớ đến hình ảnh một Hoàng Phúc hăng hái, sôi động, nhưng bên trong có một tâm hồn chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc. Hình ảnh đó cùng với những nhân vật 10 tháng ở Chi Lăng là một bộ phim lịch sử. Nó luôn lưu giữ mãi trong viện bảo tàng tình cảm của tôi. Và anh Phúc nữa chứ. Tuy tình bạn đôi ta không phải xây đắp bằng xương máu ở chiến trường, nhưng 10 tháng ở Chi Lăng đó là mặt trận ghi nhớ suốt đời. Hoàng Phúc thân, bây giờ hãy cùng tôi chia sẻ niềm đau với anh Tường. Cảm thông cho anh Tường quá. Như vậy là thời oanh liệt nay còn đâu nữa. Biết nói gì để an ủi anh ấy đây. Còn anh Trung Hiếu của mình nữa, lâu quá rồi chẳng nhận được tin tức gì cả. Anh Phúc có gặp, nói tôi gửi lời thăm rất nhiều. Nói anh Hiếu hãy cố gắng trị bệnh cho hết đi, để rồi sáng còn ăn cơm sườn, chiều ăn với nước tương chớ. Bạn bè giờ mỗi đứa một phương xa, hoàn cảnh này chắc ít có dịp gặp lại nhau lắm. Nhưng tụi mình luôn nhớ và nghĩ về nhau là được rồi. Hoàng Phúc, trời Đà Lạt lúc này vẫn lạnh. Những cơn mưa dầm liên tục suốt cả tháng nay làm tôi cảm thấy trong lòng cô quạnh quá. Thấy nhớ và thèm vị cay nồng của mảnh đất Chi Lăng, một sâu cá sấy vùng An Phú để xua đi cái lạnh của xứ sở này, để được sống những ngày tháng của thời kỳ 1982 nhiều kỷ niệm đó. Ở đây thiếu vắng đi những tình cảm miền Tây yêu mến của mình. Chuyện học tập cũng tạm được Hoàng Phúc à? Không đến nỗi tệ lắm, nhưng còn phải cố gắng nhiều. Trong thời gian qua nhanh, đến ngày ra trường về đơn vị để cùng lao vào cuộc chiến đấu với anh em. Ở đây thì vậy, nhưng so với Hoàng Phúc có thấm là bao. Mưa dầm ở đây làm sao bằng cơn mưa rừng xối xả của vùng núi lớn đó, và làm sao bằng được tình cảnh phải xa tổ quốc, phải luôn chiến đấu với quân thù. Biết Hoàng Phúc vất vả nhiều vì đâu chỉ có mình mà còn phải có trách nhiệm với anh em, đơn vị. Cho tôi cùng chia sẻ một phần mệt nhọc đó. Với hai đứa mình bây giờ, thằng thì đang với Kể Kinh, thằng thì đang chiến đấu. Biết nói gì với nhau đây? Thôi, hãy cố gắng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ câu Hoàng Phúc từng viết: Chi kỷ, chi bỉ, bách chiến, bách thắng. Chúc Hoàng Phúc mãi mãi xứng đáng với niềm tin của những người thân, của bạn bè thân thiết. Đó là nhiệm vụ, còn chuyện nhà thỉnh thoảng cũng phải tranh thủ về thăm và phụ làm chút chút với gia đình. Chớ chẳng lẽ để bà xã lặn lội lên thăm hoài, như vậy là không công bằng đâu nhé. Còn là người cha của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Cho gửi lời thăm bà xã và cháu Hoàng Anh nhiều. Còn tôi, gia đình đều mạnh khỏe. Nội năm nay già yếu lắm rồi. Tin rằng nội sẽ sống để chờ gặp cháu dâu. Thỉnh thoảng nhận được thư nhà đang trông đến cuối tháng 7 này nghỉ hè về thăm đây. Còn chuyện riêng đã xác định được hướng tiến công chủ yếu. Mờ vẫn còn đó, nhưng cửa mở chưa xong nên chưa đột phá được. Vì bây giờ hoàn cảnh khách quan về thời gian và không gian chưa cho phép. Mờ vẫn còn đó, tổ chức thế trận phòng ngự vững vàng, chờ tôi làm công tác tổ chức chuẩn bị tiến công.
chắc đến khi ra trường mới đột phá chính diện kết hợp với thọc sâu vu hồi dứt điểm. Hoàng Phúc à, ngày đó nhất định sẽ báo tin vui cho Hoàng Phúc và các nhân vật khác biết. Bao dòng tâm sự cùng Hoàng Phúc, chúc anh nhiều sức khỏe, gửi đến mảnh đất anh đang chiến đấu, chọn một tình cảm quý mến của thằng bạn ở xa, Trương Thành. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, tôi có rất nhiều bạn bè, người thân viết thư thăm hỏi. Nhưng lá thư của Trương Thành làm tôi xúc động và nhớ lâu nhất. Nó chứa một tình cảm mộc mạc, giản dị nhưng sâu lắng của tình bạn chân thật. Tình cảm ấy đến đúng vào thời điểm mà tôi đang cần nhất. Tôi cảm ơn anh, tôi trân trọng và giữ gìn nó đến tận bây giờ. Hôm nay tôi đưa nội dung lá thư vào quyển hồi ký này, mong rằng tình cảm của hai người bạn, hai người đồng chí và hai vị tướng sẽ lưu giữ mãi mãi với thời gian. Mong anh Trương Thành thông cảm và tha thứ cho sự mạo muội của Hoàng Phúc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam, phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.